Theo định hướng của Nghị quyết 39 Bộ Chính trị, thành phố Vinh được định hướng phát triển trở thành trung tâm kinh tế văn hóa của vùng Bắc Trung Bộ, là động lực tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Cùng với công tác quy hoạch, việc phát triển các khu đô thị gắn với mở rộng không gian thành phố Vinh là một trong các nhiệm vụ quan trọng. Các khu đô thị này phải trở thành không gian sống, tạo sức hút cư dân nhưng cũng phải đáp ứng được yêu cầu kết nối với khu vực trung tâm. Nằm ở khu vực phía đông thành phố Vinh, thuộc xã Hưng Hòa, dự án khu đô thị Eco Park Vinh có tổng diện tích xây dựng gần 200 hectare. Đây được xem là dự án đô thị lớn nhất Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ. Khi hoàn thành, khu đô thị này thu hút một lượng dân cư, từng bước giải quyết những bất cập về hạ tầng của khu vực trung tâm hiện hữu. Chúng ta thấy là trung tâm nội đô của thành phố Vinh bây giờ đang có nhiều vấn đề về giao thông và về mật độ dân số, thì bây giờ chúng ta đang có những dự án mới như Eco Central Park sẽ mở rộng không gian sinh sống văn minh và tân tiến mơ hơn so với những cái quy hoạch cũ đã không còn phù hợp với mật độ dân số như hiện nay. Nghệ An cũng là một trong những cái tỉnh mà thu hút vốn đầu tư nước ngoài rất là nhiều. Thì đối với những khu công nghiệp, họ cần có những cái khu đô thị phát triển để cho những cái chuyên gia người nước ngoài định cư. Thì những cái khu đô thị này cũng giải quyết được những cái bài toán nó liên quan đến cái việc thu hút vốn đầu tư. Bên cạnh đó, một số dự án khác đang được quy hoạch và kêu gọi thu hút đầu tư như khu đô thị và dịch vụ V-Ship tại huyện Hưng Nguyên. Khu đô thị Nghi Liên có diện tích hơn 103 hectare. Kiến trúc sư Trần Ngọc Chính cho rằng, trong quá trình thực hiện, phải hết sức quan tâm đến tổ chức không gian đô thị ở các khu vực xung quanh vùng lõi của thành phố Vinh, đồng thời phải bám vào trục không gian Vinh Cờ Lò để tận dụng các cơ hội phát triển mới và đồng đều hơn khi thành phố Vinh hoàn thành mở rộng. Các khu đô thị là chúng ta phải hướng là giải giãn dân ra để tạo nên những cái khu vực dân cư mới, nó khai thác được một cách tốt nhất cái quỹ đất ở từng khu vực đó. Cái thứ hai là chúng ta phải có cái kết nối giao thông từ khu trung tâm cho đến những khu vực dân cư, và đặc biệt là với Cờ Lò, tập trung để mà phát triển theo cái trục không gian Vinh Cờ Lò cũng như là cái trục giao thông khác để kết nối cái hệ thống giao thông của thành phố chúng ta với Cờ Lò. Đồng tình với việc phát triển các khu đô thị ra các vùng ven, vùng phụ cận của Vinh, kiến trúc sư Lương Bá Quang nhấn mạnh, các khu đô thị mới được quy hoạch phải giải quyết một cách đồng bộ bài toán về hạ tầng kỹ thuật, tiêu thoát nước, đáp ứng được các tiêu chí thân thiện môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Ta bắt đầu từ xử lý từ hôm nay đi, những cái nào cần để chứa nước, những cái nào cần để cây xanh, cương quyết để làm. Và trong cái tỷ lệ ngoài đi, ta chọn cái nào làm nhân, còn những cái xung quanh là phải mật độ nó cực kỳ. Cái này nằm rất rõ, chứ không khi ta làm rồi ta thấy thành phố đẹp nhưng mà rồi là để ra vấn đề hạ tầng. Cho nên tôi cho là cái xu hướng phát triển ra ngoài biển là cái đương nhiên thôi. Thế nhưng mà phát triển như thế nào cần phải có quy hoạch. Hiện nay, tỉnh Nghệ An đang tập trung hoàn thiện và phê duyệt chương trình phát triển đô thị tỉnh Nghệ An đến năm 2030. Tầm nhìn đến năm 2050, thành phố Vinh cũng sẽ được quy hoạch lại dựa trên cơ sở quyết định 52/2015 của Thủ tướng Chính phủ và quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt. Những vấn đề liên quan đến phát triển các khu đô thị cũng sẽ được tính toán một cách bài bản nhằm tạo ra những cơ hội mới cho phát triển của thành phố Vinh.